Mai tôi có một cái buổi nói về cái đề tài tổng quan về thuật toán. Đấy. Thì thật ra về thuật toán này nó rất là phức tạp, rất là nhiều, nhưng mà tôi muốn có một cái buổi nói chung thôi. Để chúng ta hình dung là cái phần thuật toán này nó sẽ như thế nào ở trong cái chương trình tin học mới của chúng ta. Đấy. Thì tôi xin trước khi mà mô tả cái này, tôi xin giới thiệu qua các bạn để các bạn nhìn thấy trước toàn bộ cái chương trình tin học của cấp 3 nhé, cấp 3 để chúng ta thấy là như thế nào nhé. Như vậy thì chúng ta là cấp 3 là chúng ta nó có 3 lớp đúng không nào? Thì cái tôi cứ mô tả đây nhé, tôi mô tả đây, lớp 10 này. Lớp 10 chúng ta có cái phần là lập trình cơ bản, chúng ta tôi là như vậy nhé. Tức là cái phần đầu tiên của chúng ta lập trình cơ bản. Lớp 10 là cái chỉ học chưa học gì khái niệm thuật toán, chỉ học là chúng ta học một cái môn lập trình bậc cao. Cụ thể ở đây là hai cuốn sách giáo khoa của chúng ta đều dạy cái đều đưa vào cái lập trình Python cả. Nhưng đây là về về, về sách giáo khoa, nó còn về lý thuyết đấy. Về chương trình ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể dạy cái môn dạy lập trình khác cũng được. Các bạn hoàn toàn có thể dạy lập trình Pascal, dạy lập trình C cũng được, không không sao cả. Nhưng mà sách giáo khoa thì đều là viết là Python cả. Tức là tôi chỉ nói những cái phần mà liên quan đến đến thuật toán thôi, chứ không nói sang cái phần khác nhé. Mà cái phần lập trình này là cái phần chung của cái chương trình tin học 10. Cái tin học 10 này nó còn có một cái dãy nhánh, tức là cái chuyên đề của nó, cái chuyên đề của của lớp 10 là cái chuyên đề về là điều khiển robot nhé. Thì có một chút về lập trình. Điều khiển robot. Thì cái này nó không thật liên quan lắm đến cái mạch thuật toán của chúng ta, nó có nhưng mà không nhiều đấy. Thì đó là cái phần chúng ta hiện nay chúng ta đang dạy cái này rồi. Bây giờ sang 11 thì chúng ta như thế nào? 11 thì chúng ta sách giáo khoa nó chia hẳn ra làm hai cuốn sách riêng, là cái hướng là nôm na là cái tin 11 về ứng dụng ICT nhé, và cái tin 11 CS. Đó. Thì cái phần mà lập trình cơ bản trên kia thì sang 11 tôi sẽ tách, nó sẽ tách vào hai phần mà nó nằm hẳn ở bên là khoa máy tính là CS. Thì ở trong CS này thì nó có cái gì đây? Thì trong chương trình chính ý, thì nó có một cái phần rất quan trọng, nó gọi là kỹ thuật lập trình. Cái này nằm hẳn ở bên nhé, không nằm cho phần chung. Tức là chính em nào mà học về định hướng khoa máy tính thì mình học cái này, kỹ thuật lập trình. Phần này chúng ta có thể hiểu hình dung được, đây chính là cái phần nôm na có thể hiểu là phần lập trình nâng cao và cộng với là nhập môn thuật toán, có hiểu như vậy. Cái có hiểu nôm na, dùng cái từ là cái lập trình là cái từ dễ hiểu, là cái từ là trong sách là trong chương trình nó ghi thôi, nhưng bản chất của cái phần lập trình này là lập trình nâng cao. Lập trình nâng cao cộng với là nhập môn thuật toán, rất đơn giản, nhập môn thuật toán. Thì đây, cái đây là cái hoàn toàn mới nhé. À, cái chương trình này của chúng ta là rất nhiều luôn, là 32 tiết, bạn chú ý nhé. Cái chương trình lập trình cơ bản ở trên này hồi lớp 10 chúng ta là 38 tiết, để chúng ta có cái hình dung nhé. Đấy. Như vậy là có thể nói là lần 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 đầu tiên đấy là cái khái niệm là thuật toán được đưa vào chương trình phổ thông. Các bạn chú ý là từ xưa nay chúng ta vẫn dạy lập trình Pascal cả từ lớp 8 cả lớp 11 đúng không nhỉ? Chúng ta có dạy cho học sinh giỏi và cho kỳ thi giỏi, nhưng mà từ xưa nay là cái khái niệm lập trình là chưa hề có, chưa bao giờ có luôn. Cái khái niệm là thuật toán chưa phải có, chuyện học sinh từ xưa nay là học sinh là không hề biết gì về khái niệm thuật toán, mặc dù là các em thi sinh giỏi làm rất là nhiều bài, nhưng mà về cái tư duy thuật toán là không có, kiến thức về thuật toán là không có, giáo viên chúng ta lại càng không biết nữa. Thì bây giờ đây là lần đầu tiên được đưa vào chương trình phổ thông, đây là mà theo tôi là một cuộc cách mạng lớn luôn nhé. Tiếp theo trong cái chương trình gọi là chuyên đề, cái chuyên đề nhé, cái chuyên đề CS là hoàn toàn là
hoàn toàn là thuật toán, là một số kỹ thuật, lập trình và thuật toán nhé, chuyên sâu lập trình và thuật toán. Để tôi cho bạn hình dung nhé, cái phần này là 35 tiết cái chuyên đề này. Đấy, cái chuyên đề này là các em sẽ được học ba cái kỹ thuật. Một kỹ thuật nó là một là đệ quy này, chúng ta nên xem xét cho mình nhớ ngay nhé. Hai là chia để trị, chia để trị nhá. Ok, Chia để trị, và cái thứ ba là thuật toán, kỹ thuật là quay lui, quay lui đó. Thì đấy là chương trình là lớp 11. Như vậy lớp 11 nếu mà chúng ta mà các em nào mà đăng ký học về CS thì sẽ học 32 tiết kỹ thuật lập trình. Còn nếu mà cái lớp nào mà học thêm chuyên đề nữa thì sẽ được thêm 35 tiết, là hoàn toàn là lập trình thuật toán hết nhé. Sang đến lớp 12, tôi nói trước sang lớp 12 thì chúng ta trong chương trình nó sẽ không còn phần lập trình nữa mà chỉ còn phần chuyên đề thôi. Thì sang 12 thì nó không, trong cái chương trình phần chính của sách giáo khoa thì nó không còn những cái liên quan đến thuật toán lập trình nữa mà có cái chuyên đề thôi nhé. Chuyên đề CS thì là 35 tiết của lớp 12, là tiếp tục cái của lớp 11, tức là một số kỹ thuật lập trình và thuật toán. Toán nhé, thì nó có ba cái. Với lớp 13, 12 thì nó có ba 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 cái chủ đề con. Chủ đề một là một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính, cấu trúc dữ liệu tuyến tính, tức là cấu trúc dữ liệu như là ngăn xếp, hàng đợi hay là danh sách liên kết, đúng không nào? Thế đây là những cái phần liên quan như là stack này, queue này và linked list nhé. Hai là cây, cấu trúc cây nhé, và ba là đồ thị. Cả hai cái phần cây và đồ thị là phần nó đều mô tả trạng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà dù sao như vậy cái mạch kiến thức về về lập trình của chúng ta, về set của chúng ta chính là cái này. Chân lại như vậy là lớp 10 lập trình cơ bản này, sau 11 là học về kỹ thuật lập trình chuyên sâu hơn và bắt đầu học về khái niệm về lập trình nâng cao và bắt đầu học khái niệm thuật toán nhé. Thì nếu tới đây mà học sinh mà không học chuyên đề thì tới đây là dừng, tới đây là dừng lại toàn bộ cái chương trình cho phổ thông. Còn em nào mà học thích học chuyên đề thì đây ta sẽ có thêm hai chuyên đề nữa là học chuyên sâu hơn về thuật toán đây nhé. Đấy, đệ quy này, chia để trị này, quay lui này, cấu trúc dữ liệu tuyến tính này, cây này, cây nhị phân tìm kiếm này, và đồ thị. Cái mạch dành chúng ta là cái mạch dành cho các em, các lớp nào mà thích mà học sinh giỏi thì học sẽ học thêm 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 phần này nhé. Đó, đấy, nhìn được các bạn thấy là để chúng ta thấy cái hình dung cái chương trình chung của chúng ta là như vậy. Và trong cái chung này tôi muốn nhắc lại một số một điểm rất quan trọng là lần đầu tiên chúng ta là phải biết và phải dạy được học sinh khái niệm là thuật toán. Đây là lần đầu tiên luôn, nhưng trong chữ này chưa chưa hề có nhé. Đấy, thì hôm nay là cái buổi mà tôi muốn không đi sâu với cái gì cả, tôi nói riêng về cái phần khái niệm thuật toán thôi, để chúng ta có cái hình dung là cái việc đưa thuật toán vào nó quan trọng như thế nào. Thì theo tôi cái việc mà đưa thuật toán vào trong sinh phổ thông ấy, theo tôi nó là một cuộc cách mạng rất lớn luôn, nó thay đổi rất là nhiều luôn. Mà cũng nói luôn là như này. Tất cả các bạn giáo viên của chúng ta, cấp 3 của chúng ta đấy, thì các bạn có thể được học cái thuật toán này từ hồi đại học, có thể được học, nhưng mà tôi nghĩ khẳng định là các bạn quên hết rồi, khẳng định luôn là như vậy. Cho nên là vì chúng ta dạy rất nhiều năm chúng ta không hề có cái khái niệm này, mà như vậy là đầu tiên thì chúng ta sẽ phải học lại, phải dạy lại cái này, cho nên là các bạn sẽ phải học rất là nhiều luôn. Cái này là cái mà tôi muốn nhấn mạnh để chúng ta có cái hình dung trước như vậy, nhưng để chúng ta có thể có cái thức điểm dạy để mà dạy được.
muốn để dạy được học sinh phần này thì chúng ta phải học rất là nhiều, cho nên tôi từng nói rất nhiều lần trong các buổi tập huấn ấy, là trong tất cả các giáo viên cấp 3 hiện nay ở Việt Nam thì giáo viên tin là theo tôi là viên sẽ là giáo viên là khổ nhất, vì giáo viên tin là giáo là cái môn tin là môn thay đổi nhiều nhất luôn. Các môn khác cũng thay đổi nhiều, các môn khác thì thêm chương này bớt chương kia, thêm phần A bỏ phần B, nó cũng về kiến thức nó không tăng lên, không thay đổi mấy. Chứ giáo viên nó chỉ là học lại cái về cái giáo viên chỉ cần xem lại cái cách trình diễn, cách giảng dạy, rồi là cách chúng ta thay đổi từ phương pháp giảng dạy theo kiểu cũ là hướng nội dung sang cách mới là hướng theo năng lực thôi. Còn giáo viên các môn khác đều không không quá mất thời gian, không mất thời gian để chúng ta ôn lại kiến thức để dạy. Nhưng mà riêng môn tin thì không, thì môn tin thì có rất nhiều kiến thức mới luôn đó. Đây tôi chưa nói những cái phần liên quan đến định hướng ứng dụng nhé, ICT rất là nhiều cái mới, trong môn chính chúng ta cũng rất là nhiều cái mới. Mà đây tôi chỉ nói riêng cái mạch về cái hướng toán thôi là đã thấy, có thấy là nó là thay đổi rất là nhiều, cho nên chúng ta rất cần phải học, cần phải có cái chúng ta phải tự học rất là nhiều, đọc sách rất là nhiều đó. Rồi, thế bây giờ tôi quay lại cái khái niệm mà thuật toán, được chưa? Thuật toán là một cái phần rất là thật ra nó là cái lõi của khoa máy tính đấy, là cái lõi của khoa máy tính. Là đây nó là một cái lõi, phần lõi của khoa máy tính nhé, của CS, Computer Science, khoa máy tính. Như vậy là đây là lần đầu tiên mà trong chương trình mới của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa vào thuật toán, đã đưa vào khái niệm trong chương trình phổ thông. Mà chúng ta nhớ lại một chút nhé, cái khái niệm thuật toán này, cái từ thuật toán này là không phải là bây giờ mới học, không phải là chỉ lớp lớp 11 đâu, mà lớp 6 các bạn học sinh đã được làm quen rồi. Bây tôi nhắc lại một chút nhé, để chúng ta hình dung học sinh nếu mà nhìn toàn bộ quá trình này như sau nhé. Thuật toán này này không phải là đưa vào từ lớp 11 hay 10 đâu, mà đưa vào từ cấp 2 nhé. Đây thì lớp 6 học sinh đã học đến cái học định nghĩa khái niệm thuật toán, định nghĩa khái niệm thuật toán nhé, định nghĩa khái niệm thuật toán mặc dù rất là sơ lược rồi. Rồi lớp 6 học cái khái niệm là biểu diễn thuật toán, tức là từ lớp 6 các em được học biểu diễn toán bằng sơ đồ rồi đấy, biểu diễn thuật toán nhé, thuật toán bằng sơ đồ là lớp 6. Lớp 7 các bạn đã được học sinh đã được làm quen với một số thuật toán tìm kiếm và sắp xếp đơn giản, một số thuật toán Bảy tin mượn chú anh. Môn gì? không tin nữa không các bạn chú ý nhé, mặc dù nó rất sơ khai thôi, nhưng mà một số thuật toán đơn giản như là tìm kiếm sắp xếp. Tuy nhiên lớp 7 này là không yêu cầu lập trình, mà chỉ yêu cầu là mô tả bằng hình vẽ, mô tả bằng tay, mô tả bằng hình vẽ thôi, bằng hình chưa chưa không có yêu cầu là học sinh phải lập trình nhé. Đấy, bằng bằng hình ảnh đấy, hay là hình ảnh trực quan đó. Lên lớp 8 các em, mà lớp 8 thì lúc đó các em bắt đầu có thể, thì lúc đó có cái khái niệm là học lập trình SCAD ấy, học lập trình cao thả, thì bắt đầu có cái điểm là dùng lập trình SCAD để mô tả một bài toán đơn giản, dùng lập trình nhé, lập trình mô tả một vài thuật toán đơn giản, mặc dù rất là sơ khai nhé, thuật toán đơn giản. Và đến lớp 9 là các em học một chút về lập trình, là lập trình kéo thả thôi, lập trình kéo thả nhưng mà dùng để mô phỏng một vài cái bài toán nào đó. Đấy, như vậy là các bạn thấy là mặc dù là tôi vừa nói lúc nãy là chúng ta làm đây là đầu tiên chúng ta đưa cái thuật toán này vào trong chương trình cấp 3, nhưng mà ở đây là được đưa vào một cách chính thức và theo đúng nghĩa
còn học sinh đã được làm quen khái niệm đó từ lớp 6, lớp 7 rồi, 6, 7, 8, 9 học rồi, nhưng mà dạng rất sơ khai nhé. Như vậy là lớp 6, 7, 8, 9 học sinh đã làm quen những cái từ đó, những cái từ như là thuật toán, những cái từ như là biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ, một số cái từ như là thuật toán tìm kiếm, thuật toán sắp xếp, một độ rất rất đơn giản, lập trình mô tả thuật toán rất đơn giản. Đấy, nhưng mà nó chưa hình thành một cái định nghĩa chính xác hoàn toàn. Còn lên cấp 3 là chúng ta bắt đầu như vậy, lên cấp 3 nhé, lên là trung học phổ thông là chúng ta là bắt đầu dạy học sinh bài bản thuật toán, mặc dù ở mức độ rất sơ khai thôi, bài bản về thuật toán nhé. Đấy. Thì các bạn thấy những chuyên đông rất là đặc biệt đấy nhé. Tôi sẽ nói là đưa cái đề vào nó sẽ làm thay đổi như thế nào trong tất cả các quan niệm mà chúng ta vừa dạy cho học sinh, nhất là dạy cho học sinh giỏi chẳng hạn, là thay đổi là rất là nhiều. Rồi thế như vậy là để tôi nói để cho bạn hình dung nhé. Bây giờ như vậy là lần đầu tiên là chúng ta là phải dạy học sinh cái khái niệm của thuật toán. Rồi thế bây giờ chúng ta quay lại cái tổng quan của thuật toán nhé. Thế bây giờ cái khái niệm định nghĩa thuật toán thì không có gì cả, hay là đúng hơn là cái thuật toán là một cái từ mà nó rất là thật ra nó rất dễ hiểu thôi, nhưng mà để mô tả chính xác là rất là khó, cho nên có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Chúng ta không còn sa đà quá vào những định nghĩa này, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về về thuật toán. Chúng ta cứ mở các sách giáo khoa ra, mở các sách ở nước ngoài ra thì mỗi 100 cái ông tác giả có 100 định nghĩa khác nhau. Cho nên là không chúng ta không nên bắt bẻ nhau về khái niệm thuật toán là về định nghĩa thuật toán là cái gì. Nhưng mà nôm na là như này, nôm na là định nghĩa thuật toán nó là một cái là mô tả các cái bước để giải quyết được bài toán nào đó. Cái bước đó nó phải thực thi được trên máy tính có thể hiểu được, để làm sao mà xuất phát từ đầu ra, từ đầu vào dùng thuật toán chúng ta có thể làm ra được cái đầu ra của bài toán chính xác. Đấy, nôm na là như vậy nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái thuật toán nó là cái gì. Nó là cái này đây. Chúng ta có một cái bài toán nào đó, một cái bài toán cần giải, có một cái bài toán nhé. Đấy. Cái bài toán này thông thường về máy tính chúng ta mô tả thông qua các dữ liệu đầu vào như là x1, x2, xn. Đấy. Thì cái này nó gọi là cái bộ input dữ liệu đầu vào. Đấy. Và chúng ta cần giải quyết nó để được ra cái đầu ra của nó chính xác, i1, i2, im khác nhau nhé. Đó thì cái này nó là output này. Thuật toán chính là các cái quy trình, các cái bước để làm sao với một cái bộ dữ liệu đầu vào, qua thuật toán này chúng ta sẽ phải tạo ra được các dữ liệu đầu ra và mô tả chính xác theo yêu cầu của bài toán. Như vậy khi chúng ta mô tả một bài toán thì nó như thế này, đấy là như thế này nhé. Thì như vậy là cái thuật toán chỉ là cái phần lõi để giải quyết một cái bài toán nào đó. Còn về định nghĩa thì nó có nhiều lắm, định nghĩa có rất nhiều. Ví dụ như là ở trong cái cuốn mà tôi trình bày các bạn, cái cuốn về mô tả trong thuật toán ấy, thì tôi có đưa ra cho đấy rất nhiều cái định nghĩa khác nhau. Đấy. Được chưa? Thì cũng có hiểu nôm na thì thuật toán là một tập hợp các cái bước để giải quyết một bài toán nào đó từ đầu dữ liệu đầu vào, và mà chúng ta thông qua thuật toán chúng ta phải làm ra là cái đầu ra là phải chính xác theo của bài toán. Đấy, chưa? Định nghĩa nó rất là nhiều, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ không đi vào định nghĩa. Các bạn có thể xem những định nghĩa khác nhau ở trên các sách máy tính khác nhau, nhưng mà tôi mô tả các bạn các cái gọi là các cái đặc tính của thuật toán, cái này mới là cái quan trọng nhé. Đây bây giờ tôi mô tả các cái đặc tính, cái này là cái rất quan trọng này, vì chúng ta cái thuật toán là được hiểu thông qua các cái đặc tính này nhé. Giờ nó nhanh thôi nhé. Đặc tính thứ nhất nhé là tính khả thi của nó, tức là các cái bước trình bày thuật toán là phải khả thi được, phải lập trình được trên máy tính phải hiểu được. Chứ tôi mô tả thuật toán mà máy tính không thể hiểu được thì chúng ta thì mô tả thuật toán là sai.
tính khả thi, tức là chúng ta phải thiện được trên trên máy tính. Thì mỗi bước như vậy đều phải là khả thi, đều phải mô tả bằng cái lệnh nào đó của máy tính. Đó là nó là ý thứ nhất nhá. Cái ý thứ hai rất quan trọng là cái tính hữu hạn, tức là cái thời gian thiện thuật toán nó phải là hữu hạn, không thể nào vô hạn được. Hữu hạn là sao? Nó phải khi chúng ta đưa vào dùng thuật toán ra chạy chương trình thì đầu mới đầu vào cho trước thì xong thời gian hữu hạn nó phải ra được, nó phải ra được cái đầu ra, hay là số bước thực hiện các cái thuật toán đó, bài toán đó là phải là hữu hạn. Đó, tính cái tính hay là tính hữu hạn. Cái tính thứ ba rất quan trọng là nó gọi là cái tính xác định, là muốn cái bước như vậy là muốn dữ liệu vào, dữ liệu đầu ra phải là xác định duy nhất, không có chuyện là một input đầu vào là ra nhiều đầu output ra là sai. Xác định cái gì là mỗi một cái bộ input nhé, một cái bộ input đầu vào thì nó chỉ có một, chỉ có đúng một cái bộ output thôi. Xác định là như vậy, chứ không trong các bước này là đầu vào cho trước đầu ra là phải chính xác tuyệt đối luôn, không có chuyện là đầu vào được một đầu vào là một đầu vào đầu ra là có nhiều đầu ra thì là không còn là đúng. Đấy, tôi tính xác định rất quan trọng nhé. Và cái điều thứ tư thì hiển nhiên rồi là khi một thuật toán nó phải có input và output, input và output. Không có cái thuật toán chung chung, thuật toán nó phải dựa trên cái input cụ thể là chính là cái dữ đầu vào của bài toán, và yêu cầu bài toán đó nó phải ra cái output cụ thể. Dữ đầu vào chúng ta là cho một cái dãy số cho trước, bất kỳ đầu ra là sắp xếp số theo thứ tăng dần thì đầu ra là phải là một dãy số khác, nhưng mà được xếp theo thứ tăng dần, chính xác là như vậy. Hay là cái bài toán là tính chung nhất của hai số đầu vào là AB, đầu ra phải ra một số là số C chẳng hạn, C là tức chung nhất của A và B. Và chính xác như vậy, không có chuyện là đầu vào AB, đầu ra có nhiều dữ liệu đầu ra thì là sai. Đấy. Vậy là phải có input, output nhé. Và tất nhiên cái thứ năm là cái tính là cái tính chính xác. Thuật toán phải mô tả chính xác theo cục, theo cầu của bài, của bài toán là phải là lời giải, nó là một lời giải nhé. Và cái thứ sáu là tính hiệu quả. Đấy, thì riêng cái sáu này là cái thứ sáu là cái mà khi chúng ta mô tả một thuật toán để giải một bài toán thì nói chung là chúng ta phải đưa ra được ra cái toán của tôi là nó hay lắm, hiệu quả lắm. Đấy, chứ không đưa ra một toán mà cho một cái bài toán mà cho một cái bài toán cho trước nhé, tất cả các bạn khác trong lớp đều giải ra trong thời gian là 5 phút, riêng tôi ra một toán là giải 10 tiếng mới xong thì theo tôi là không hiệu quả rồi. Là năm hiệu quả đây là hiệu quả đây là hiểu theo rất nhiều nghĩa, chúng ta sẽ nói sau lát nữa. Hiệu quả thì là thời gian phải nhanh này, là tiết kiệm bộ nhớ này, là phải dễ hiểu này, nó vẫn nhiều cái tính hiệu quả. Nhưng mà nôm na là khi mô tả một thuật toán ấy, giải một bài toán ấy, là nó phải có tính hiệu quả. Thế đây là 6 cái đặc tính rất quan trọng của thuật toán nhé. Thì các bạn biết cả rồi, nhưng mà tôi nhấn mạnh lại một chút thôi. Đây là những cái mà nó rất là đặc trưng của khái niệm thuật toán. Bây giờ tôi trước khi đi sang phần tiếp theo thì tôi phần thiết kế thuật toán ấy, bây giờ tôi mô tả cái phần rất quan trọng cho tôi là rất quan trọng nhé. Là hiện nay chúng ta vẫn có cái từ này này, chúng ta vẫn có cái từ là vẫn có cái từ là tư duy thuật toán. Nó là cái gì? Tư duy thuật toán nó là cái gì? Hay là cái từ cứ nữa là cái từ là tư duy lập trình. Đấy, thì các bạn có hình dung được là cái như vậy là cái tư duy thuật toán nó khác gì với tư duy lập trình không? Đấy. Còn nếu mà các bạn mà dở cái đề cương của chương trình tin học mới của bộ đấy 2018 ấy, thì các bạn tra thì thấy ở trong nó có một từ là nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, là khái niệm là cái từ đó là tư duy máy tính. Đấy, cái từ này là cái từ lặp lại còn nhiều hơn cả cái từ là tư duy thuật toán cơ, tư duy máy tính nhé. Đấy, thì
Thậm chí cái từ này là từ mà được lặp lại rất là nhiều ở trong cái chương trình của chương trình 2018. Mà một trong những cái mục đích quan trọng nhất của cái chương trình 2018 chính là cái chương trình đó là chúng ta phải dạy được cho học sinh cái tư duy máy tính. Tư duy là khái niệm tổng quát hơn. Thế bây giờ tôi hỏi là cho là vấn đề câu hỏi là ba cái đó nó liên quan nhau như thế nào? Thế nào là tư duy máy tính, thế nào là tư duy thuật toán, thế nào là tư duy lập trình? Đó. Thế thì có liên quan nhau như thế nào? Thì bây giờ tôi xin đoàn trả lời nhé. Cái tư duy máy tính là cái từ chung chung. Là cái từ chung chung nhé, nó không phải là cái là nó không dành riêng cho phần lập trình đâu, hay cho phần thuật toán đâu. Nó là cái phần chung cho tất cả các cái hướng của cái môn tin học nhé, cái tin học của chúng ta này, tin học của chúng ta cấp ba nó được chia làm hai định hướng. Định hướng nhất là định hướng ứng dụng, nó là ICT. Định hướng thứ hai là khoa máy tính, nó là CS. Thì cái tư duy máy tính như nào ở trên này, máy tính nó nằm phía trên, là nó bao trùm cả hai bên, cả ICT lẫn CS. Còn riêng đối với CS thì nó có hai cái từ là từ tư duy thuật toán đấy, và tư duy lập trình. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút để các bạn hình dung như ba cái đó là cái gì nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái quan hệ giữa ba cái này. Tư duy máy tính này, tư duy thuật toán, tư duy lập trình trong cái mô hình của cái định hướng của máy tính nhé. Đây, thì bây giờ chúng ta mô tả. Khi giải quyết bài toán ở trong tin học, chúng ta phải có cái bài toán trước nhé, phải có cái bài toán này, bài toán thực tế đấy, thực tế. Khi bài toán của chúng ta là làm cách nào để mà tôi muốn tìm trên mạng cái địa điểm nào mà bán được hoa rẻ nhất ở trong thành phố. Thì làm sao mà chương trình nó phải cho chúng ta chỉ cái đường đi đến cửa hàng hoa đó. Đấy là một thực tế thì cần phải giải cái bài toán đó. Hay là một bài toán khác là trường chúng ta có cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Có một số các bạn học sinh rất là giỏi nhưng không biết ai phải bầu một người đi dự đại hội học sinh giỏi toàn quốc. Bây giờ cần phải bầu ra. Thế thì chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm. Có 5 em chẳng có 5 bạn cần bỏ phiếu cho 2 bạn đi dự. Thì bỏ phiếu xong rồi, mình làm thế nào để mà làm sao tính được nhanh nhất là 2 bạn kia là 2 bạn nào được cử đi nhanh nhất, đó là bài toán thực tế. Được chưa? Rồi, thế bài toán thực tế này thì để giải nó chúng ta cần phải mô tả lại, mô tả lại cái bài toán bằng cái ngôn ngữ máy tính, bằng cái ngôn ngữ để máy tính hiểu được. Tức là chúng ta phải từ cái bài toán như thế này, chúng ta phải mô tả lại nó dưới cái dạng là ví dụ như dạng là input, mô tả lại nó rõ ràng thế nào là input, thế nào là cái phần cần phải chạy và thế nào là cái phần output. Đấy. Vậy từ thực tế cho đến mô tả bài toán mà tường minh ở trong để cho máy tính có thể hiểu được và chúng ta có thể giải được bằng trên máy tính, thì đó là một cái bước rất quan trọng nhé. Từ cái bước này, khi mà có cái mô tả tường minh rồi thì chúng ta mới làm bước tiếp theo là chúng ta mới thiết kế thuật toán để giải cái bài toán trên nhé. Đấy, để giải cái bài toán trên. Khi mà thiết kế xong rồi thì chúng ta sẽ bước sang một tiếp theo, chúng ta sẽ phải chạy chương trình, chúng ta sẽ phải lập trình để chạy, lập trình theo thuật toán trên, lập chương trình đúng không, theo thuật toán trên, hay nôm na là chúng ta lập chương trình này, chúng ta cài đặt chương trình. Tức là biến cái thuật toán trên thành một cái trình cụ thể bằng một lập trình cụ thể, ví dụ trên là viết trên Python chẳng hạn, hay viết trên C chẳng hạn. Đó. Thì đây nó là các cái bước nhá, đây nó là những cái mô hình đây. Đấy. Đây thì các bạn chú ý nhá. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn là những cái này là cái gì. Đấy, yêu cầu.
Thì bây giờ cái bước mà từ bài toán thực tế, chúng ta sẽ phải tư duy như thế nào đó, chúng ta có thể biến mô tả nó lại bằng cái bài toán mà trên máy tính có thể giải được. Thì cái bước này này, cái bước này là cái bước chúng ta cần phải có cái tư duy máy tính. Đấy, này nhá. Vậy cái tư duy máy tính nằm ở đây này, cái tư duy máy tính sẽ nằm ở đây nhé. Đấy, thì nằm ở đây. Khi mà có cái mô tả bài toán cụ thể rồi, chúng ta phải thiết kế thuật toán chính xác thật là tốt để chạy. Thì cái bước này là cái bước chúng ta cần phải có cái tư duy thuật toán. Đấy, vì ta hiểu cái sự khác nhau giữa tư duy thuật toán và tư duy máy tính chưa? Đấy. Tư duy thuật toán nhé. Ở đây. Tư duy thuật là tư duy thuật là có rồi. Bây giờ chúng ta cần phải lập trình cụ thể. Thì cái bước này là cái bước chúng ta lập trình cụ thể. Thì bước này chính là cái bước là tư duy lập trình. Thế như vậy chúng ta có cái tư duy lập trình. Đấy. Thì với cái hình này chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn có thể biết, chúng ta sẽ rất là hiểu cái quan hệ giữa ba cái từ rất quan trọng là từ tư duy máy tính, từ tư duy thuật toán, từ tư duy lập trình. Đấy. Thì cái tư duy thuật toán và lập trình này nó chỉ có ở cái hướng CS thôi, còn tư duy máy tính này nó có ở các cái hướng khác nữa. Phần ứng dụng là rất nhiều, và ứng dụng là có cái, cần có cái tư duy máy tính. Đấy. Được chưa nào? Đó, thì chỗ này là cái phần mà tôi cho các bạn hình dung được cái ba cái sự khác nhau giữa ba cái từ là tư duy thuật toán, tư duy máy lập trình và tư duy máy tính. Đấy. Trong đó cái từ tư duy máy tính là cái từ rất quan trọng. Cái từ này này là cái từ mà các bạn xem lại cái chương trình của chúng ta ấy, các bạn cứ vào mở ra các bạn xem, các bạn mạng tìm kiếm xem nó có rất nhiều chỗ nhắc đến cái từ này. Thậm chí cái từ này là một cái từ mà cũng là cái từ xuyên suốt luôn. Cái tư duy của chương trình, cái tư duy của cái mục đích chính của cái chương trình phổ thông mới là dạy học sinh tư duy máy tính. Đấy. Còn cái định hướng sẽ trong định hướng sẽ thì đi kèm với tư duy máy tính chính là tư duy thuật toán và tư duy lập trình. Mà trong cái của chúng ta cái phần này này, cái phần thuật toán này là cái mới tinh này, ngày xưa không có. Trong trình của chúng ta ngày xưa chỉ có tư duy máy tính và tư duy lập trình thôi. Còn từ trước đây chúng ta không bao giờ, chưa bao giờ dạy một cách bài bản về tư duy thuật toán cả. Các giáo viên thậm chí còn rất là ngại, rất là sợ dạy cái này luôn nhé. Thế vì rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái phần tiếp theo nhé. Là bây giờ tôi sẽ lấy vài ví dụ và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về gọi là các cái biểu diễn thuật toán nhé. Bây giờ tôi sẽ làm trước khi đi vào cái lấy một số ví dụ nhé, một số ví dụ thuật toán này. Đây nhé. Ví dụ một này, input này, tức là cho trước này, cho trước số tự nhiên nhé. Đơn giản thôi, n nhé. Bây giờ cần tính tổng chúng này, tính tổng s này, sn bằng 1 cộng 2 cộng n. Đây là bài toán. Đầu vào là n, đầu ra là sn. Đấy, ví dụ thế nhé. Hay là cái bài toán thứ hai, chúng ta cũng biết là bài toán là cho trước hai số tự nhiên n và m. Bây giờ tính cái ước chung lớn nhất n m của hai số ab, của hai số n m. Đó là một cái bài toán chúng ta hay đơn giản nhé. Bài toán thứ ba là đầu vào là cho trước một cái dãy số bất kỳ dãy số nhé, a1, a2, vân an. Nào, đầu bài là gì? Cần phải biến đổi, cần phải sắp xếp lại, đổi chỗ các số này để nó chúng là được xếp theo thứ tăng dần. Cần phải sắp xếp lại, cần phải sắp xếp lại các số này bằng cách là đổi chỗ vị trí, vân vân, bằng các cái lệnh mà chúng ta đã biết. Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhé. Tăng dần. Như vậy sau khi mà sắp xếp lại, đổi đổi chỗ lại thì chúng ta có phải là A1 phải nhỏ hơn là bằng A2, nhỏ hơn là bằng AN này. Đấy. Mà tất cả các bài các bạn thấy là đều khi chúng ta mô tả này, chúng ta hình dung là nó là có cái đầu vào đầu ra đúng không?
cái bài trên cùng này là N là đầu vào này, đầu ra là S, N này. Đấy. Cái bài số 2 này là đầu vào là N, là N, M này, đầu ra là ước chung lớn nhất này, ước chung lớn nhất này. Đấy, của N và M này. Đấy. Còn cái bài số 3 này thì đầu vào của chúng ta là cái dãy lại là tổng quát là X1, X2, XN, N. Đầu ra của chúng ta là I1, I2, IN. Đấy. Mà sao cho là I1 nhỏ hơn được bằng I2, nhỏ hơn được bằng IN này. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ giải, tôi sẽ giải chúng nhé. Mà khi mà giải thì chúng ta có thể có cái suy luận tư duy hoàn toàn về hoàn toàn là toán học. Chúng ta có thể mô tả diễn giải bằng lời hay diễn giải bằng gì đó tùy chúng ta, nhưng mà kết thúc là chúng ta phải đưa ra được thuật toán. Mà đưa ra cái là đưa ra một cách chúng ta phải biểu diễn, hay là mô tả tường minh thuật toán. Chúng ta phải có một cái biểu diễn, khi mà có kết quả rồi nhé, là biểu diễn hay là mô tả thuật toán. Đó, được chưa? Như vậy là từ cái bài toán ban đầu chúng ta đã có này, cái bài toán nhé, bài toán của chúng ta này, chúng ta dẫn đến cái việc chúng ta sẽ mô tả tường minh đầu vào đầu ra của thuật toán nhé, mô tả tường minh input output này, mô tả tường minh nhé. Sau đó chúng ta khi mô thuật toán, chúng ta phải đưa ra thuật toán cụ thể đó bằng cách là gì, bằng cách là mô tả thuật toán hay là biểu diễn thuật toán. Đấy, bạn hiểu là như vậy đó. Đây là những cái mà dù các bạn thấy cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nó vô cùng quan trọng đấy. Nó cái tư duy chúng ta biển nó khác ngày xưa rồi đấy. Ngày xưa là cho học sinh làm bài, học sinh cứ làm đi ra, chúng ta chỉ cần kiểm tra qua input output chấm hết cho một cái test. Đầu vào ra đúng là đúng. Còn bây giờ không. Bây giờ là chúng ta học sinh sẽ phải mô tả tường minh cái output, input output. Học sinh sẽ phải mô tả biểu diễn được thuật toán đó chính xác để chúng ta quan sát được thuật toán đó. Đấy, chúng ta là khác ngày xưa nhé. Cái chỗ này là chỗ mà tôi nghĩ là giáo viên chúng ta sẽ rất là khó khăn trong chuyện này. Chúng ta quen là từ trước chúng ta quen là làm tức là bài tập thôi, cho sinh bài toán và sinh giải bằng một cái chương trình, và cô giáo cho cái test, chúng ta cho 5 cái giống như thi sinh giỏi đấy, cho 10 cái test và các em làm đúng, ra đúng không, ra đúng cả 10 cái test thì được 10 điểm, làm được 5 test được 5 điểm. Mà chúng ta không bao giờ quan tâm đến cái chuyện là mô tả tường minh như thế nào, đưa ra thuật toán biểu diễn như thế nào, chúng ta không quan tâm. Còn bây giờ là khác, bây giờ chúng ta là khi nói thuật toán là phải có mô tả thuật toán, biểu diễn thuật toán, được chưa? Rồi thế bây giờ về cái gọi là cái biểu diễn thuật toán nhá, thì biểu diễn như thế nào? Cái này là cái mà học sinh đã làm quen từ lớp 6 rồi, nhưng lớp 11 là làm sâu hơn, là chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào nhé. Biểu diễn thuật toán này, thế đây là cái mà thật ra trong sách giáo khoa cũng trong chương trình không nói kỹ chữ này đâu, học sinh học rất ít ở cái phần lớp 6, lên lớp 11 cũng không nói kỹ đâu. Tuy nhiên thì theo tôi, chúng ta bắt buộc chúng ta phải nắm được, để chúng ta sẽ phải nói cho học sinh, để cho học sinh cũng hiểu chỗ này, để học sinh cũng biết được à bây giờ không phải chỉ là cứ cho bài toán là lập trình luôn, không có chuyện như vậy, là chúng ta phải suy tận suy đến thuật toán và phải mô tả thuật toán đó, được chưa? Thì như vậy về biểu diễn thuật toán là như thế này, thì nó có rất nhiều cách khác nhau nhé. Biểu tôi sẽ mô tả các bạn, nó có rất nhiều cách khác nhau, chúng ta có thể dùng cách nào cũng được nhé. Cách một là cách có thể dùng được là chúng ta mô tả thuật toán bằng lời, mô tả bằng lời, tức là mà nôm na là mô tả theo các bước. Đấy, nên tôi mô tả cho các bạn xem.
Đó, các bước thì cách một này là ít khi dùng lắm, nhưng mà ít khi dùng nhưng mà đôi khi cũng có thể dùng được. Cách thứ hai là mô tả bằng sơ đồ khối, mô tả bằng sơ đồ khối, sơ đồ khối. Cách thứ hai này cũng 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 được, được, nhưng mà lớp 6 ra học rồi, nhưng mà lên 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 cấp 3 thì cách một cái hai này chung là ít dùng, ít dùng nhé. Cách thứ ba, cách thứ ba là chúng ta sẽ mô tả bằng bằng chương trình luôn, bằng chương trình. Đấy, như chắc chắn vẫn làm xin cho chạy chương trình luôn, và xung quanh trình đó chính là thuật toán. Ví dụ mô tả bằng một cái hàm chẳng hạn, hay là một cái thủ tục chẳng hạn. Đấy. Còn cách thứ tư cũng được. Cách thứ tư là chúng ta sẽ dùng dùng khái niệm, tôi nói là mã giả, dùng mã giả, dùng cái ngôn ngữ lập trình tựa như là lập ngữ lập trình chính nhé. Mã giả hay là nó gọi là pseudo, pseudo code, tức là dùng cái các lệnh lập trình mà nó không phải là trình cụ thể, nó không phải cụ thể của Python hay là C là Pascal, nhưng mà nó hơi giống như vậy, và nhìn vào chúng ta hiểu ngay. Đấy, thì cách tư này là cách chúng ta rất là hay dùng, rất nhiều giáo viên là dùng cái này nhé. Còn đối với mô tả của chương trình ấy, đấy, thì cũng rất là hay dùng. Đấy, thì tôi nói luôn một chút nhé. Đối với chương trình là đối với ngôn ngữ chương trình là Pascal ấy, Pascal và C ấy, thì các lệnh của đó là nhìn nhìn vào là nhìn là phần lớn là các lệnh là viết trên một hàng ngang, đúng không? Chúng ta cho được phép là có một lệnh, sau đó là chấm phẩy, có lệnh thứ hai, cho nên là nhìn vào hành trình đó nó không không, không sáng sủa, nó không gần, nó không giống với cái pseudo code, không giống, cho nên là nhìn vào nó hay 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 khó hiểu. Nhưng mà tuy nhiên cái hay của thằng Python là gì? Cái Python là một lập trình mà nó bắt chúng ta là mỗi lệnh là trên một dòng thôi, và thuộc ra thuộc vào là rất là chuẩn, cho nên là nhìn vào một chương trình Python là nó rất giống thuật toán. Trên theo tôi là đối với chương trình của chúng ta ở đây ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể mô tả là thuật toán bằng chương trình Python được. Chứ cái này là ok nhé, cái này là được này, cái này là được, ok. Hoặc là pseudo code cũng được, cái này cũng được, thì các bạn có sử dụng một trong hai cái này nhé, để mà dạy cho học sinh, để cho học sinh. Thì theo tôi, nhưng mà theo tôi thì tôi nói thẳng luôn, và cái Python cũng được, vì Python nó là cái ngôn ngữ là nó rất là hay, là bản thân nó cái mô tả của Python ấy nó là rất là giống thuật toán luôn, cho nên nhiều khi chúng ta đỡ phải mất công phải mô tả bằng pseudo code, sau đó mới chuyển sang Python, chúng ta mô tả thẳng Python cũng được. Chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ mô tả ba cái bài bài toán này nhé, mô tả ba bài toán này cho chúng ta thấy rõ nhé. Thế bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, tôi sẽ mô tả bằng cả, tôi sẽ bỏ qua cái phần tôi sẽ không mô tả bằng sơ đồ khối đâu, tôi rất là không thích sơ đồ khối đâu, tôi ít dùng nó nhé. Tôi sẽ mô tả bằng bằng cách một là bằng mô tả theo từng bước một bằng lời, và tôi mô tả bằng bằng mã giả và bằng chương trình luôn, cả ba cái để chúng ta thấy là nó như thế nào nhé. Chúng ta mô tả bằng chương trình Python là viết rất sáng sủa. Ngày xưa thì chúng ta dùng Pascal và C thì nhìn vào chương trình rất là khó hình dung thuật toán, rất là khó hình dung luôn, nhìn vào nhiều khi nhìn vào rất là loạn, nhìn vào rất là loạn luôn, học sinh lại viết không lên cầu thả, nó không thẳng hàng với nhau, nhìn rất là khó. C cũng vậy, nhìn vào trình C cũng rất là khó mà mô tả được thuật toán chính xác, nhưng Python thì rất là hay. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhé, để chúng ta có cái hình dung nhé. Bây giờ là làm nhanh thôi nhé. Cái bài 1 này, bài 1 làm cho n này và tính tính Sn này bằng 1 cộng 2 n nhé. Đấy, bây giờ chúng ta mô tả này. Cách một này chúng ta mô tả như sau nhé. Đấy. Bước một nhé, chúng ta đặt k bằng 0 và đặt s thì bằng 0, mô tả bằng bằng lời nhé. Bước thứ hai nhé, chúng ta kiểm tra nhé, kiểm tra này
kiểm tra xem là k là con nhỏ hơn n hay không nhé, k con nhỏ hơn n hay không nhé. Nếu k nhỏ hơn n đấy, thì chúng ta chuyển sang bước 3. Chuyển bước 3 nhé. Còn nếu k bằng n thì chuyển bước mấy ta sẽ bàn sau nhé. Chuyển bước 4 nhé. Đấy, bằng lời nhé. Bước 3 là như sau này. Bước 3 là chúng ta sẽ làm là tăng k lên một đơn vị mà chúng ta cho s bằng s cộng k, chúng ta cho s cộng k và mà gắn vào s gì đó. Đúng không nào? Chúng ta đã nhầm bước thứ 4, đây sẽ là bước 5 nhé. Bước 4 là chúng ta là quay về bước 2. Bước thứ 5 là bước là trả về. Kết thúc. Trả về kết quả là S gì. Đấy. Như vậy khi cách 1 là chúng ta mô tả bằng lời. Đúng không nào? Cách thứ 2 là chúng ta mô tả bằng cái thứ hai chúng ta mô tả bằng bằng Python nhé. Mô tả bằng Python. Chúng ta mô tả bằng bằng cái hàm. Hàm đó tên là hàm def. Def nhé. S n như thế này. Hai chấm xuống dòng đúng không? Đây, chúng ta tả như này. À, chúng ta viết là S gì? S nhỏ đi nhá. S nhỏ này. S nhỏ bằng 0 này. Và for i in range cái chỗ này là từ 1 đến n mà, cho nên phải là từ 1 đến n cộng 1 đúng không nào? Đó là s bằng s cộng i và cuối cùng là return s. Đây là s nhé. Đấy. Thế đây chính là cái định nghĩa mô tả bằng Python. Cách thứ ba là mô tả bằng pseudocode là như sau. Tính tổng thì đây nó vẫn là s n vẫn ghi ở đây, s n vẫn ghi ở đây nhé. Và đây là như sau, chúng ta vẫn dùng vân vân là s bằng 0 và for i bằng 1 to n, cách viết chúng ta hay viết như vậy đúng không nào? Và đây là gì? Và đây là và s bằng s cộng i và đây là return s. Đấy. Thì các bạn thấy không? Cái mô tả một số code nó gần giống với cái mô tả này, rất giống với cái phần cái cách 3. Cho nên là hay của Python là chúng ta viết lệnh của nó như là thuật toán vậy, không khác cái gì cả. Chỉ khác là đối với lệnh thì nó là với Python nên là for i in range 1 nên là 1, còn đối với thuật toán chúng ta ghi là for i bằng 1 to n như này thôi. Đấy. Đây là các bài toán 1 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài 2. Bài 2 là tính ước chung lớn nhất của hai số n và m. Được chưa? Đấy. Đây bây giờ mô tả cách 1 này. Cách 1 là như sau này. Cách bậc vẫn là một số này thì chúng ta cứ kiểm tra nếu n bằng m bằng m thì dừng lại. Còn nếu m mà khác m thì chúng ta sẽ lấy số lớn trừ đi số bé thay vào số lớn. Thế thôi, khi nào mà bằng nhau thì thôi. Đấy nhé, thì chúng ta làm như sau, chúng ta làm như này, cách 1 là như này nhé. Bước 1 là kiểm tra xem n có bằng m hay không. Bằng m hay không. À, nếu n mà khác m thì chuyển sang bước 2. Còn nếu n bằng m thì chuyển sang bước
chuyển sang bước, tôi chưa ghi vào đây nhé, bước mấy tôi tính sau nhé. Đó, ghi bằng lời. Bước thứ hai là chúng ta kiểm tra, bước hai kiểm tra là cái bước hai là bước n2m rồi, chúng ta kiểm tra này. Bây giờ nếu n lớn hơn m thì đấy, thì chúng ta đặt là n bằng n trừ m, còn là nếu n nhỏ hơn m thì đặt m bằng m trừ n đấy. Để làm như vậy đúng không? Sau đó làm sang bước 3. Bước 3 đây là chúng ta lại quay lại bước 1. Quay lại bước 1. Bước 4 là kết thúc. Đây giờ chúng ta bước 4 đây nhé, là kết thúc. Trả về n này. Đó là cái bài. Đó là mô tả bằng lời cách 1. Bây giờ tôi mô tả cách 2 là bằng bằng Python. Cho thấy là dùng Python và so sánh với C# code rất là giống nhau. Chúng ta làm một cái thuật toán, làm cái hàm là def ước chung lớn nhất nhé của n và m như thế này. Đấy, hai chấm nhé. Chúng ta làm lại là while n khác m. N khác m. Đấy. Thì như sau là if n mà lớn hơn m thì n bằng n trừ m, else hai chấm xuống dòng else là ngừng lại, m sẽ bằng m trừ n, mà kết thúc đây cho ta return return n. Đây là cái thuật toán đơn giản nhất chúng ta đã biết rồi đúng không? Khoảng cách số cách 3 là dùng pseudo code. Pseudo code. Cách làm y hệt như vậy thôi, chúng ta gọi cái thủ tục đó là ước chung lớn nhất của n và m. Đấy. Chúng ta làm hệt như vậy, cái này không khác tí gì ở trên, giống hệt luôn nhé, là y n khác m, chúng ta phải ghi như này chúng ta không cần thiết chính xác hoàn toàn cái m, và chúng ta kiểm tra là if n lớn hơn m thì n bằng n trừ m, else 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 xuống dòng là m bằng m trừ n, và đây chúng ta cũng return return n. Như vậy là cách viết ở trên pseudo code là giống như cách viết ở trên này. Đấy, chỉ khác như đây là chúng ta phải mô tả bằng Python, phải có cái hai chấm vân vân rồi, và chính xác ít phải có hai chấm, ở đây chúng ta không cần hai chấm, chúng ta xuống dòng thôi. Như vậy là cách viết về cái cách viết gọi là pseudo code ấy, nó giống như là cách viết rất giống cách viết của Python. Cho nên cái hay của Python là như vậy. Cái hay của Python là chúng ta viết chương trình nó gần giống như là làm pseudo code mã giả, chứ nhìn nhìn vào rất là rõ ràng sáng sủa, cái thuật toán rất sáng sủa. Nhưng một trong cái hay của Python nó nằm ở chỗ đó nhé. Đây là bài số 2. Bây giờ tôi mô tả sang cái bài số 3. Cái bài 3 nhé. Cái bài 3 là sắp xếp. Sắp xếp dãy. Dãy nhé. Ở sửa A chúng ta làm dãy ban đầu. A là A1, A2, vân 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 vân, AN. Chúng ta chú ý một cái cách mô tả nhé. Đối với dãy thì khi mô tả bằng 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 lời chúng ta có dùng a một a n, nhưng mà dãy ở trong trong Python sẽ mô tả từ a0 cho đến a n trừ 1 nhé. Để chúng tôi mô tả cái này thôi. Thì với cái dãy này thì tôi sẽ không mô tả bằng 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 cách một nữa, mà tôi sẽ mô tả thẳng bằng hai cách. Cách thứ nhất là tôi dùng pseudo code, và cách thứ hai là tôi dùng dùng chương trình Python nhé. Thì về tôi mô tả cách thứ nhất là tôi dùng là mã giả, dùng pseudo pseudo code, và tôi ở đây tôi sẽ dùng cái thuật toán rất quen thuộc là thuật toán sắp xếp chèn nhé. Thuật toán sắp xếp chèn, để tôi làm đây. Thì pseudo code nó là như sau nhé. Đây cách làm là chúng ta thì làm cho cái phần y chạy từ a2 cho đến an,
Và mũi A như vậy tôi sẽ chèn vào cái vị trí đúng ở phía trước đó. Tôi đoán chèn mà. Phần tử AI sẽ được chèn vào vị trí đúng ở trong cái từ A1 chuyển AI trừ 1. Thì cách chèn thì nó có hai cách nhé. Có hai cách là đây tôi mô tả luôn, bây giờ chúng ta làm nhé. Đây, sắp xếp này, tôi dùng cái lệnh là dùng cái hàm là hàm sort này, hàm sort A này nhé. Đó. Thì như sau nhé. Tôi dùng lệnh for i bằng 2 to n, tôi mô tả bằng 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 pseudo code trước nhé. Thì với mỗi lệnh như vậy chúng ta sẽ đây tôi sẽ viết một cái comment ở đây, comment là chèn AI vào vị trí đúng của A1, A2, AI trừ 1. Cái dấu này là dấu dấu hai dấu chấm này là trong trong số code tôi dùng để mô tả cái comment nhé. Thì cái làm chèn vào như sau. Cái chèn vào nó có hai cách. Thì một cách là chúng ta sẽ đổi chỗ liên tục cái AI này với cái phần vở ở bên bên trái của nó, cho khi nào mà gặp phải một cái phần tử mà nhỏ hơn AI thì thôi. Thì làm như sau nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt một cái biến g bằng y và chúng ta sẽ lặp y nhé. Y cái g này lớn hơn 1 n n g mà AJ mà nhỏ hơn AJ trừ 1 thì chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ AJ và AJ trừ 1. Tức cái AJ này mấy AJ mà nó không đúng chỗ. Nó nhỏ hơn thằng đứng trước đó bên phải. Và tôi giảm đi trừ 1 cho cái AJ này. AJ chuyển đến trừ 1. Và sau đây này chúng ta sẽ sắp xong. Và đây chính là thuật toán mà mô tả cái sắp xếp chèn. Đây là cái chỗ mà ta chèn AI vào vị trí đúng của phần trước đó. Tôi đã đặt G bằng Y và tôi dịch chuyển cái AG này sang bên trái bằng cách tôi thấy nó nhỏ hơn phần bên trái, tôi đổi chỗ và dịch lùi và lùi lại. Chuyển khi nào mà cái AG này hoặc là về về về, về đầu hoặc là cái EG này về đầu chương trình, tức là về đầu đầu dãy, tức là G bằng 1 hoặc là cái AJ lớn bằng không bằng AJ một thì ta dừng lại. Đây là mô tả bằng bằng cái bằng pseudo code. Điều tôi mô tả sang cách thứ hai là tôi dùng cách thứ hai tôi dùng Python. Chú ý là Python này chúng ta cái A của chúng ta xuất phát là từ là sẽ là A0 trở đi nhé. A0 trở đi. Thế làm như sau này. Tôi có mô tả một toán là sort. Def sort A nhé, hai chấm giống như trên lắm, ta làm lại nhé, là như này là for i in range thì vị trí số 2 trở đi, ở đây là 2 trở đi ở đây nhé, thì cái vị trí thứ hai thì đối với Python thì nó lại bị a nó sắp phát chỉ số là từ từ không mà, cho nên là từ 1 trở đi, từ 1 này cho đến len a len len a hai chấm. Đây là mà chúng ta đặt đặt g bằng y và y g lớn hơn không nhé. Đối với thuật toán chúng ta để là lớn hơn 1 vì một là phần tử đầu tiên, còn đây là không, g lớn hơn không. And i g nhỏ hơn a g trừ 1. Đấy, sẽ là hai chấm ở đây nhé. Hai chấm đổi chỗ. Lệnh đổi chỗ của đối với Python thì rất đơn giản, đổi chỗ như sau là AJ phẩy AJ trừ 1 bằng AJ trừ 1 phẩy AJ. Đây là J bằng J trừ 1 giống ở trên. Thì đây chính là cái thuật toán là cái chương trình mô tả cái bài toán sắp xếp mà thuật toán sắp chèn cho dãy số trong Python, viết rất là ngắn gọn như vậy. Mọi người có thấy cách viết của nó là y hệt giống hệt như là cách viết ở trên này. Ở trên này là mô tả bằng bằng pseudo code, trên này là mô tả bằng Python. Cho nên cái Python có cái hay của nó thì khi chúng ta mô tả một cái bài toán ấy, thuật toán chính thì nó rất là giống cái cách mô tả bằng bằng pseudo code. Cho nên khi mà chúng ta mà có thể đối với các bài toán thuật toán chúng ta có thể không cần dùng pseudo code cũng được. Nó rất là dễ hiểu như vậy.
Đó. Được chưa? Rồi, thì như vậy là tôi vừa mới giới thiệu qua các bạn là cách chúng ta có như vậy là cái như vậy là gì? Như vậy là đây cái mới này. Ngày xưa đấy, chúng ta cho sinh làm bài tập và sinh làm một loạt chương trình. Và chúng ta không cần xem code. Chúng ta cứ cứ cho test đầu vào đầu ra đúng là được. Được chưa? Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ là chúng ta học sinh bắt buộc phải học cách chúng ta viết code. Một cách là mô tả thuật toán. Thuật toán có thể mô tả bằng lời, có thể mô tả bằng sơ đồ khối, có thể mô tả bằng sơ đồ code, hoặc có thể mô tả chính bằng chương trình Python cũng được. Nhưng mà nó phải là mô tả thuật toán. Cái này như vậy, đây là một cái đầu đây là cái đầu tiên cái sự khác biệt rất lớn so với ngày xưa nhé. Rồi thế bây giờ tôi sang một cái chủ đề tiếp theo rất quan trọng luôn, là chủ đề là đánh giá cái phức tạp thuật toán. Như tôi nói rồi đấy, tức là khi nó thuật toán ấy, chúng ta đánh giá cái hiệu quả của thuật vì chúng ta sang một cái mục mới cái bài hôm nay cái, vì tôi không thể nắm nó kỹ hơn được. Chúng ta dừng lại ở đây cái phần chung chung nhé. Thì tôi sang một cái chủ đề tiếp theo là rất quan trọng, là cái chủ đề về cái gọi là đánh giá độ phức tạp, cụ thể độ tập thời gian của thuật toán nhé. Đánh giá thuật toán. Từ nãy giờ là chúng ta mô tả thuật toán là gì, cách mô tả thuật toán là làm sao nhé, và phân tích cái sự khác biệt các cái thuật ngữ là tư duy máy tính, tư duy thuật toán và tư duy lập trình. Bây giờ chúng ta sang mô tả phần đánh giá thuật toán đấy. Đây là phần hoàn toàn mới này, cái phần mà từ xưa là chúng ta chưa hề có, chưa bao giờ có. Thì bây giờ chúng ta sẽ, trong trình của chúng ta là nó có phần đó ngay chương trình lớp 11 nhé, trong trình trong phần kỹ năng lập kỹ thuật lập trình là nó có nhé, có hẳn 2-3 bài về cái phần này mặc dù ở một dạng rất đơn giản thôi đấy. Rồi thế bây giờ chú trước một cái bài toán, một thuật toán là thế nào để ra thuật toán là tốt hay là không tốt, thế nào là hiệu quả hay không hiệu quả đấy. Thì muốn ra thuật toán chúng ta phải có các cái tiêu chí đánh giá nhé. Thì tiêu chí đánh giá tôi mô tả ngay này, một cái tiêu chí đánh giá thuật toán là cái gì. Tất nhiên thuật toán là phải đúng như này. À, đúng không? Là phải thỏa mãn cái 5 đặc tính mà tôi nói lúc nãy, là tính gì, là tính khả thi này, là tính xác định này, rồi là tính hữu hạn này, tính chính xác này, vân vân, tính hiệu quả. Nó lại cái phần chúng ta biết trước rồi. Còn khi đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đánh giá thuật toán thì nó có tiêu chí gì. Thì nó luôn là nó có 2 cái tiêu chí rất quan trọng. Một là tiêu chí về thời gian, chúng ta phải tính được cái thời gian chạy của thuật toán, thời gian chạy thuật toán đấy. Lâu hay nhanh, là chậm hay nhanh là cái thời gian này. Và cái thứ hai là cái không gian lưu trữ, không gian bộ nhớ, cái không gian lưu trữ bộ nhớ để mà dùng cho thuật toán đấy. Được chưa? Khi mà mô tả thuật toán ấy thì thông thường nó có một cái đây, khi mô tả thuật toán nhé, khi mô tả thuật toán nhé, mô tả cái bài toán đúng không, là cái bài toán thì chúng ta phải có đầu vào của nó đúng không, input này là x1, x2, xn, và chúng ta thông qua thuật toán chúng ta sẽ ra những cái đáp số là output đúng không? Output là cái gì đó nhé, i1, i2 vân vân vân, không quan trọng. Đấy. Thì thông thường cái số n này, người ta gọi nó là kích thước đầu vào của thuật toán, kích thước đầu vào của thuật toán. Thường kêu là n. Đấy. Thì đây thì lấy ví dụ nhé, cái bài một mà chúng ta biết, cái bài một là cái bài tính tổng sn bằng 1 cộng 2 cộng vân vân cộng n, thì n chính là kích thước đầu vào. Bạn đã có chuẩn nó bài này mặc dù nó chỉ có một số n thôi, nhưng n chính là kích thước, n là kích thước luôn, n là kích thước. Cái bài 2
là cái bài tính tính ước chung lớn nhất của hai số n và m. Đấy. Thì bài này là cái thức của nó chính là cái thức của nó chính là cái maximum ra số n và m. Kích thước của nó. Kích thước của bài toán chính là bằng là cái phần là cái số max của hai số n và m. Là số lớn hơn cho hai số đó. Đó. Còn cái bài 3 là cái bài cho dãy số A là A1, A2, vân vân, AN. Mà xếp tự tăng dần ấy, thì N chính là kích thước. N chính là kích thước. Cái bộ số kích thước đầu vào. Kích thước đầu vào của bài toán. Được chưa? Đó. Rồi. Thế thì như vậy là một cái thuật toán bất kỳ nhé. Một toán bất kỳ. Nên một thuật toán bất kỳ mà mô tả thì nó phải có một cái gọi n là kích thước đầu vào của bài toán, kích thước đầu vào của bài toán nhé. Thì chúng ta phải có sẽ xây dựng hai cái tham số sau đây. Một là tn là cái thời gian chạy. Đấy, đây là cái thời gian chạy của thuật toán đó, thời gian chạy của thuật toán tức là gì, là cái thời gian chạy ứng với một cái bộ dữ liệu đầu vào cụ thể và chạy thử trên một chương trình cụ thể ra cái đầu ra là cái tham số là tn. Thường tn là tính bằng giây đấy, đúng không, của thuật toán nhé, thuật toán. Và cái sn là cái không gian, là cái không gian lưu trữ, không gian là bộ nhớ mà dùng cho thuật toán nhé. Thường tính theo byte hoặc hoặc kilobyte. Cái thân số đầu này là tính 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 theo giây nhé. Cái này là tính theo byte hoặc là kilobyte. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là với một thuật toán chúng ta có hai cái tham số để mô tả tính hiệu quả của nó là TN và SN. Thì TN càng nhỏ thì thuật toán càng tốt. SN mà càng càng nhỏ thì nó là sau đó nó càng càng tốt, đúng không ạ? Mà thông thường ấy là thông thường nó có cái tính gọi tính bù trừ nữa. TN mà thấp ấy thường là SN là lớn. Hoặc ngược lại, chúng ta muốn dùng tiết kiệm không gian bộ nhớ thì TN nó tăng lên. Đấy. Cho nên là cái bài toán chúng ta là như sau, là cho trước toán làm thế nào mà tính được TN mà tính được SN. Thì cái TN nó là cái thời gian chạy, là cái thời gian chạy, là cái thời gian của thuật toán nhé. Còn SN là cái không gian của thuật toán, không gian của thuật toán. Không gian của thuật toán này thì cái không gian này là thường tính nó dễ dàng lắm, người ta nhìn, người ta nhìn vào dùng bao nhiêu cái mảng phụ, dùng bao nhiêu biến phụ là tính rất là dễ. Cái này tính dễ chứ không có vấn đề gì cả, tính 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 cái giá trị này rất là dễ, tính nó dễ, nhìn vào chỉ là biết ngay, biết ngay là nó dùng như thế nào, dùng là bao nhiêu nhé. Nhưng cái TN là rất là khó, tính cái TN là rất khó. Rất khó. Biết tôi đã nói sau. Cho nên là một trong cái bài toán rất đặc biệt của thuật toán ấy, liên quan toán là chúng ta phải tính được cái thời gian chạy thuật toán. Cái bài toán tính này là khó. Đấy, tôi nói lại nhé. Như vậy với mà để tính hiệu quả thuật toán chúng ta sẽ phải một là tính được thời gian, hai là tính được không gian. Nhưng cái bài toán tính không gian thì nó thấy nó là dễ, nhìn vào chương trình là biết ngay là dùng là tính ngay, chứ cái việc tính SN là dễ. Và đối với học sinh phổ thông chúng ta không quan tâm lắm đến SN đâu hiện nay, là bởi vì hiện nay là máy tính của chúng ta hôm nay là phần lớn là bộ nhớ là thoải mái đối với bài tập phổ thông, cho nên là chúng ta hầu như là không quan tâm lắm đến SN. Có một thời gian trong các cuộc thi sinh giỏi quốc tế thì người ta đặt ra cái giới hạn cho bộ nhớ, sau đó người ta đã bỏ đi vì nó không, nó chỉ dùng khi mà chúng ta bài tập cực kỳ lớn mà nó liên quan đến hạn chế về 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 bộ nhớ thì mới phải phải tính toán. Còn nói chung chúng ta không không quan tâm lắm, mà trong sách giáo khoa cũng không hề có luôn, ta bỏ qua luôn. Trong sách giáo khoa chỉ nhắc đến thời gian thôi. Như vậy là với thuật toán ấy, chúng ta phải tính được cái thời gian chạy. Đó, thì đây là một trong cái bài toán khó của thuật toán nhé. Thì ở trong cái sách giáo khoa thì nó rất là phần này có nhắc nhắc đến nhưng mà rất rất là ít, rất đơn giản thôi.
Cho nên phần này để cho các bạn dạy cho học sinh thì nó cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà để cho chúng ta mà hiểu sâu hơn, chúng ta muốn dạy một chúng ta phải biết 2, biết 3, biết 10 thì rất là khó đối với các bạn. Thứ nhất rất là khó đấy. Chỗ này là một trong chỗ mà theo tôi là rất là khó luôn. Vì chúng ta chưa dạy bao giờ, thậm chí các kiến thức của các bạn học từ hồi đại học quên hết rồi. Bây giờ chúng ta phải học lại như này. Thì cái phần này là phần mà tôi muốn là các bạn cũng nên đọc sách trước, tham khảo các cuốn sách khác nhau. Thì một trong một sách mà tôi đã từng viết đấy, tôi viết cuốn là cuốn như một thuật toán thì các bạn nên 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 tìm hiểu, nên thì cho nó tôi chỉ rất là kỹ cái phần này. Thì tôi sẽ mang cho trình bày ngắn này thôi nhá, để tôi trình bày cho các bạn là như vậy. Chúng ta làm sao là tính được tiền, là tính như thế nào đây, có cách gì để chúng ta tính được nó hay không, và làm thế nào để biết được rằng cái bài toán này là toán như này là hợp lý, toán chỗ này là không hợp lý nhá. Đây chúng ta bây giờ tôi nói như vậy, chúng ta cần phải tính tn. Thì tn là cái gì? Đây, thì bây giờ tôi mô tả nhé. Như vậy là một cái thuật toán ấy là như sau này. Một cái thuật toán là với một cái đầu vào là cụ thể x1, x2, xn, chúng ta phải đưa vào chương trình mà chạy được, nó ra được cái đầu ra của nó nhé. Đầu ra của nó này, y1, y2, vân ym bất kỳ này. Thì với một cái bộ test đầu vào, một cái bộ test dữ liệu đầu vào có rồi, chúng ta đưa vào, chúng ta bắt đầu tính thời gian ở đây đấy. Khi ra xong rồi, kết thúc ở đây, thì cái thời gian chạy giữa hai cái lúc này này, khi mà dữ liệu đầu vào có rồi nhá, khi làm xong thuật toán, khi dữ liệu đầu ra có rồi, thì ta tính được một cái tn đó. Thì cái tn này là nó sẽ phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu đầu vào, bộ dữ liệu đầu vào x1, x2, xn, được chưa? Chứ không 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 phải là bất kỳ. Như vậy là với bộ dữ liệu đầu vào mà khác nhau thì cái tn là cũng cũng khác cũng 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 khác nhau, được chưa? Như vậy là một thuật toán ấy, khi chúng ta đây là khi mô tả một cái thuật toán nhé, thì nó có một cái, nó gọi là cái, đây là cái miền dữ liệu, là cái miền dữ liệu này, cái miền dữ liệu này, ôi, một cái miền dữ liệu thuật toán nhé. Đấy. Thì với một cái bộ x1, x2, xn này, xn nó ra một cái một con số là tn, được chưa? Như vậy là với những cái mình dữ liệu là mà khác nhau, cái bộ này khác nhau thì cái tn là nó khác nhau, đúng không? Cái bộ này này, cái bộ này thì nó ra là đây, tôi mô tả trên bên đường thẳng nhé, nằm ở đây này, cái thằng này nó sẽ nằm ở chỗ này này, thằng này này nó sẽ nằm ở đây này. Như vậy có nhiều các chữ tn này khác nhau với cùng thuật toán nhé. Thì cái tn nó phụ thuộc vào đầu đầu vào mà, với nhiều nhiều bộ test khác nhau thì nó ra cái nhiều cái số số khác nhau, được chưa? Đó thì gia đình anh như sau nhé. Với tn mà tn ứng cái bộ dữ liệu mà nó là to nhất, cao nhất thế này, mức cao nhất này, thì cái này người ta gọi là cái trường hợp xấu nhất. Đây nó gọi là cái trường hợp xấu nhất nha, xấu nhất của thuật toán nhé. Đấy, các bạn chú ý từ, hay nó gọi là worst case nhé. Chúng ta một cái tn nào đó nhé. Đấy, trường hợp mà phân tích là trường hợp mà trong tất cả các miền dữ liệu khác nhau thì cái chỗ mà tn nó nhỏ nhất ấy, thì trường hợp này người ta gọi là cái này là trường hợp tốt nhất, trường hợp tốt nhất nhé, hay người ta gọi là best case, best case nhé. Còn ở giữa của này, phần ở giữa này, phần ở giữa này thì người ta gọi chung là trường hợp trung bình, trường hợp trung bình nhé. Đấy, tn. Như vậy khi mà tính cái thời gian chạy của thuật toán ấy, là bao giờ người ta cũng phải về vật lý thuyết và tính cả ba trường hợp: trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất. Đấy, bạn chú ý nhé, nó hơi phức tạp đấy. Còn với học sinh thì chúng ta sẽ không phải nhắc đến những cái là chúng ta chỉ nói về tên là không chung chung thôi. Nhưng mà khi mà nói với nó mà học sinh giỏi ấy, sâu hơn ấy, hay qua cái cụ thể, thì lúc bây giờ bắt buộc chúng ta phải nhắc, phải biết cái này để học sinh nó hỏi, chúng ta cũng trả lời được, và chúng ta có thể cần thiết cho nó, cho học sinh biết một vài cái ý là thực ra là khi tính tn là nó có rất nhiều trường hợp. Trường hợp thế nào là trường hợp xấu nhất, thế nào là trường hợp trung bình, thế nào là trường hợp tốt nhất, nó phân biệt rất là rõ ra đấy nhé. Đấy, được chưa? Đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta phải tính được cái tn này nhé.
Như vậy với một cái đầu vào chúng ta phải tính như tên là theo tính cả ba trường hợp tốt nhất, xấu nhất và trường hợp trung bình. Thì tính tên n như thế nào thì nó luôn là chúng ta sẽ có hai cách tính. Một cách tính là một là tính bằng đồng hồ, tính bằng lập trình luôn, tính bằng đồng hồ đo của máy tính, bằng đồng hồ máy tính nhé. Chúng ta dùng máy tính, thông qua máy tính chúng ta là lập trình, chúng ta tạo ra cái bộ dữ liệu test và tính luôn ở trên máy tính, trên máy tính. Tôi biết mô tả ngay bây giờ trên máy tính nhé. Đấy. Thì cách này là cách mà từ xưa là chúng ta vẫn làm, là học sinh sẽ làm đúng hay sai thông qua cái bộ test. Chúng ta cho 10 cái test và 10 cái đó là phải làm cho thi ăn sẽ là phải dưới 1 giây chẳng hạn. Nếu em nào là được dưới 1 giây thì tính là được điểm tối đa, còn trên 1 giây là cho điểm không. Từ xưa này là tất cả cái việc là lập trình thuật toán, chúng ta lập trình thiêu sinh giỏi đấy, là hoàn toàn là lập trình thông qua rồi tính điểm mà học sinh thông qua cái bằng thời gian cụ thể thực tính ở trên máy tính. Nhưng cái này là cách chỉ làm vì chúng ta không cách nào khác thôi, và chúng ta có chữ dạy học sinh bài bản về mặt thuật toán, cho nên đây là cách mà để dùng cho thi đấu thôi. Khoảng cách thứ hai là cách thứ hai dành cho những người làm chuyên nghiệp về khoa máy tính. Cách thứ hai mà là cách quan trọng nhất này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tính là ước lượng TN thông qua cái việc phân tích chương trình. Đấy. Tức là chúng ta sẽ không cần dùng máy tính, chúng ta vẫn ước lượng được cái thời gian chạy của chương trình thông qua việc phân tích các lệnh của chương trình, thông qua việc phân tích chương trình. Đấy, thì cái phần thứ hai này mới là cái phần rất quan trọng của khoa máy tính nhé. Đấy. Thì tôi sẽ mô tả nhanh các bạn cả hai cách này nhé. Đấy. Thì trước khi mô tả cách một thì tôi nói qua cách hai trước. Thế là cách thứ hai là cách như sau. Cách thứ hai là chúng ta tính cái này bằng cách này, chúng ta ước lượng cái tổng thời gian chạy của cái chương trình thông qua các lệnh đơn. Tính như là làm cái hai trước nhé. Đây, thì thông qua cái lệnh đơn là như này này, là một cái lệnh đơn, lệnh gán này, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia này, các phép toán như là logic ấy, and or not. Thì một lệnh đơn như vậy là tính ra là một đơn vị thời gian. Đấy. Tùy từng máy tính một. Còn thứ hai tiếp theo là lệnh if. Lệnh if mà có dễ nhánh ấy. Thì nó tính bằng là max thời gian chạy của một nhánh. Thì lệnh if có hai nhánh nhé. Thì cái nhánh nào mà tính ra nhiều hơn nó tính theo cái đó. Max thời gian chạy của một nhánh. Lệnh if có thể có nhiều nhánh. Tiếp theo là lệnh lập. Lệnh lập như lệnh for chẳng hạn, hay là lệnh repeat trong lệnh for thì nó bằng tổng của các lệnh lập bên trong. Đây, thì đây là quy định chung để ước lượng thời gian chạy. Thì cái phần này mới là phần khó, đây mới là phần cơ bản này. Được chưa? Thì trước khi mà biết vào cụ thể cho bạn, tôi tính thử bạn xem nhé, để cho tính n theo ước lượng nhé. Còn cái cách một chúng ta, cái một là cách dễ dàng, chúng ta dùng tính ta làm được ngay thôi. Cái một là cách dễ chúng ta làm từ xưa nay rồi, có cái đồng hồ chạy, có chức năng để ta đo được thời gian chạy cụ thể của một bài cụ thể. Đấy, thì trên Pascal nó đo khác cách khác, trên C đo cái khác, trên Python đo cái khác, mà là giống nhau thì biết rồi. Còn cái số 2 này là cái mà chúng ta chưa làm bao giờ cả. Đấy, thì bây giờ tôi sơ qua các bạn cách của nó nhé. Đây, bây giờ chúng ta quay lại này nhé. Đây, bài 1 là bài tính SCN nhé. Tính này, tính S thì bằng 1 cộng 2 cộng N này. Chúng ta xem lại một tí nhé. Các bạn thấy này, đầu tiên cho S bằng 1 này, bằng 0 này, for K bằng 1 to N này, là S bằng S cộng K này, đúng không? Và sự cùng là return S. Bạn thấy không nào?
Đây nhá. Này là làm 1 này, lệnh 2 này, lệnh 3 này, lệnh 4 này, đúng không? Lệnh 1 đây này, lệnh lệnh gán lệnh này là có một đơn vị thời gian, chúng ta viết số 1 vào đây nhá. Cái lệnh này này, lệnh này là lệnh lặp lặp n lần, đúng không nào? Mỗi lần như vậy là lệnh này, lệnh số 3 này là có phép cộng thôi. Và phép gán nó cho cái này là tính là một đơn vị thời gian, một đơn vị thời gian. Và lệnh return lệnh số 4 này cũng là một đơn vị thời gian nhé. Như vậy tổng cộng lại như sau. Lệnh này là một đơn vị thời gian, lệnh này là n nhân cộng lại lại mà n nhân 1 sẽ bằng n, lệnh này sẽ là 1. Vậy tổng số nó sẽ là n cộng 2 đơn vị thời gian. Đấy, các bạn thấy không nào? Nhưng mà cái bài SC đầu tiên này là tôi suy ra là TN của chúng ta luôn bằng là n cộng 2, và nó không phụ thuộc vào n của chúng ta là như nào, nó cùng có một đáp số chính xác như vậy. Nhưng mà trường hợp xấu nhất, trường hợp mà tốt nhất, trường hợp trung bình đều là n cộng 2 hết. Thấy không nào? Đó. Thì các bạn thấy là với cái em này chúng ta có thể có một cái so sánh nữa là ở đây người ta gọi cái này, người ta so sánh nó chính là bằng là ON, chính là thời gian tuyến tính nhé. Dùng cái gọi là dùng cái thực vận hàm đấy. Cái này hôm nay chúng ta không không nói được, các bạn cần đọc thông các cái sách khác nhé. Như vậy là TN là một cái đa thức mà là tuyến tính ấy, thì nó là bậc bậc N. Đa thức bậc K thì nó làm là bị thừa, là N bậc K. Đây là bài 1 nhé. Chúng ta sang bài 2 này. Bài 2 nhé, đây bài 2 đây. Bài 2 của chúng ta là như thế này. Bài 2 của chúng ta là ước chung lớn nhất của N và M, chúng ta Y Y N khác M, đúng không nào? Là if N lớn M thì N bằng N trừ M, hay không nào? Và là else thì M bằng M trừ N, được chưa? Ở đây là chúng ta cùng là return, return là N. Đây chính là cái thuật toán này, được không nào? Thì đây các bạn thấy như ở chỗ này cái lệnh oai này, khi làm bằng lệnh này lặp, cái lặp này là lặp bao nhiêu lần cả, nhưng giả sử tôi lặp là cứ một lần tôi giảm đi chỉ một thôi, như vậy cái lệnh này là nó sẽ có thể nó chạy maximum là n lần, max n là n lần. Như vậy chiều sức của nó là không phải n lần mà chiều sức của nó sẽ là trường hợp xấu nhất của nó sẽ là gì đây nhá, chiều sức của nó sẽ là của nó sẽ làm là nó chạy của nó sẽ là max của n và m lần. Còn cái chỗ này hai cái lệnh này đều là chạy, tôi cứ cho là lệnh so sánh là một lệnh nhé, đây là hai lệnh, chỗ này sẽ chạy là hai đơn vị thời gian, chỗ này là một đơn vị thời gian. Đấy, vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là cái thời gian chạy của thằng này là t này, nó sẽ bằng là 2 lần nhân với max của nm, mà cái max nm chính không gọi là n là thôi mà là cộng 1. Đấy. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra cái tn là cũng nôm na chúng ta hiểu cái này là tn của nó chính là bằng 2n cộng 1. Đấy. Cũng như vậy nó cũng là on tính đối với n. Được chưa? Đấy. Tôi sang vào bài 3 nhá. Bài 3 là sắp xếp chèn này. Sắp xếp chèn. Tôi nhắc lại bài toán đó nhé. Đây này, sort này. A này nhé. Rồi tôi làm như sau này, for k bằng 2 to n này, đặt g bằng đây là y nhé. Y bằng y này. Y g lớn hơn 1 n a g nhỏ hơn a g trừ 1, a g trừ 1 nhé, thì đổi chỗ này, đổi chỗ a g trừ 1 này và g bằng g trừ 1 này, đây thấy không nào? Các bạn có thể tính nhanh nhé. Cái chỗ này này lặp là n trừ 1 lần lặp này nhé. Bên trong này này, bên trong chỗ này là một lần này. Cái chỗ này này
cái chỗ này làm là nó có thể trường nhất của nó là có đây là sẽ có là y lần y lặp lại là y lần y lần chỗ này là ba lần chỗ này là một lần nữa này đấy tôi vậy ta suy ra như sau nhé này, suy ra là như này này như vậy nó sẽ là chúng ta sẽ làm là n chỉ một lần lặp và y này cái chữ y này là chạy từ y này là cái y lần này cái y nhé y là chạy từ hai cho đến n y này đấy vậy ta có như sau này ta có nhé nhưng mà chúng ta cái tên n bằng như sau này có thấy không nào cái dòng là một này hai này ba này bốn này năm này ở cái dòng số 2 ở cái chỗ này chính là n bằng là n chỉ một lần n một nhân với một mà còn ở chỗ này này chỗ này nhá là như sau này cộng với y này cộng với chỗ này là đây là bốn này cộng với bốn lần và y chạy từ hai cho đến n này thì tôi sẽ ra cái này đây bạn thấy không nào nhé vậy nó bằng như sau nó bằng là n trừ một này n trừ một cộng với 4 nhân với lại y chạy từ 2 cho đến n bằng là chỗ này là bằng bao nhiêu mà 4 nhân với n trừ n trừ một trừ 2 trừ 1 nhỉ 4 y chứ 4 y 4 y nhé vậy là 4 này 4 này là 2 cộng với 3 cộng n đấy vậy nó sẽ bằng là n chỉ một thời gian một ký nhé các bạn đợi tôi một chút nhé nó bằng đây là hai bốn bốn nhân với gì nhân với là n n trừ một trên hai n n cộng một trên hai trừ một đấy được chưa tên nôm na nó sẽ bằng là ON bình phương đấy nôm na như vậy nhé rồi vậy suy ra là cái toán cho tiền là nó có được phức tạp phần toán là ON bình phương đấy còn tính này chúng ta sẽ tính sau được chưa đấy thì các bạn thấy như vậy là đó là cái em như vậy đây là cái cách tính là ước lượng rất quan trọng luôn hay là tính độ phức tạp ra của thuật toán đấy là chúng ta bực cho phải học thì bây giờ tôi là kết thúc tôi sẽ làm cái chương trình để tôi tính cho cách một nhé đây đây là cách hai của chúng ta cách hai là ước lượng TN thông qua phân tích chương trình và sau đó chúng ta sẽ tính được cái biểu diễn hay là tính độ phức tạp tính tính cái độ phức tạp thông qua gì thông qua cái ô lớn thông qua ký hiệu ô lớn cái ô lớn đấy ô lớn nhé là bích không thì cái này là chúng ta sẽ em các bạn sẽ tìm hiểu sau bây giờ tôi được cái chương trình tôi sẽ em tính thử các bạn theo theo đồ máy tính nhé để tôi làm trình cho bạn xem này đây bây giờ tôi sẽ làm cái chương trình đơn giản cho thấy các chị màn hình dùng Python có thể tính như sau nhé tính thời gian của sắp xếp chèn nhé sắp xếp chèn đấy. Chúng ta làm cái thuật toán chúng ta là dep này sắp xếp này sắp xếp nhé a này đấy, chúng ta nhớ lại cái thuật toán chúng ta làm nhé cái đơn giản này for này for i này in range này từ 1 cho đến len a đấy. Chúng ta đặt g bằng i sau đó là y g lớn hơn không n a g nhỏ hơn a g trừ một đúng không nếu như này thì chúng ta đổi đổi chỗ chúng ta đổi chỗ là a g phẩy a g trừ một bằng a di trừ một phẩy a di và
giảm chi lên một đơn vị nhé. Đó, thì đây là cái đoạn chương trình chúng ta sẽ em sắp xếp được A được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử thời gian chạy nhé. Bây giờ tôi sẽ thử thời gian chạy, tôi cho A bằng cho bất kỳ nhé. Đây này, A nó bằng ví dụ như là, sẽ thử nhé, A này bằng ví dụ như là tôi cho là 0 này, 2 này, 10 này, 17 này, 8 này, 1 này, 9 này, trừ 8 này, 20 này, 100 này, 200 này, 101. Chú thấy nhé. Đó. Làm chứ. Và thứ tự như sau này. Xin mời chị. Bây giờ tôi print A ra ngoài này. Quyền đăng cáo, quyền của đây, còn đây. Print A ra ngoài nhé. Sau đó tôi trước khi sắp xếp này, sau đó tôi sắp xếp lại này, xếp A này, đấy, xếp A nhé, và sau tôi in kết quả ra là kiểm tra có đúng không này, print A, đây là làm bình thường nhé, đây tôi thử này, tôi ghi đây lại này, tôi ghi cái này bài hôm nay nhé, một bài thử thôi, hôm nay của chúng ta là cái phần là Python tổng quan Python đây rồi, bài 3 đây nhé, sắp xếp này, chạy thử nhé, xem đúng không nhé, ta thử lại cho đúng không, mình được kiểm tra lại một nữa cho có chính xác không nhé. Thế này, như vậy là ở trên là dễ làm là ban đầu nhé, còn dưới dưới sẽ thử tăng dần này, đúng rồi này. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ tính thời gian chạy cụ thể nhé, bằng giây nhé. Đây, thì các bạn làm như sau, các bạn phải import một cái ta dùng một cái thư mục là các bạn phải dùng cái thư viện là time, mà sau chúng ta import một cái hàm mà chúng ta hay dùng, thì tôi hay dùng cái hàm này này, cái hàm nó là performance counter, hàm này để dùng để đo cái hàm này dùng để đo cái đồng hồ đo của máy tính nhé. Rồi thì như sau này, khi mà có A rồi thì tôi sẽ đo thời gian chạy, tôi viết là T1 bằng performance counter đây đó, đo tính được đồng hồ thời gian tại thời điểm khi ta sắp xếp xong rồi thì tôi sẽ dùng T2 tính cái thời điểm mà ta xong nhé. Đây, đó thì tôi mới in A ra và tôi sẽ tính in ra các thời gian chạy như sau. Đây, tôi print thời gian chạy cho chương trình nhé. Đây, chính xác này là T2, tôi viết dùng cái hàm round cho nó dễ, hàm round là T2 trừ T1, tôi tính em với độ chính xác là 10 thì 10 chữ số theo nó phẩy nhé. Đấy. Đấy. Thế nó ra nên, nhưng mà các bạn thấy các bạn ta vừa dùng cái hàm này này, dùng cái lệnh này này, đấy là trước khi mà đặt, ngay sau khi mà chúng ta tạo A ra rồi nhá, tạo đầu vào rồi chúng ta mới đặt cái này đó. Để tôi thử nhé, chị thử nó ra bao nhiêu nhé, phức tạp của nó chính là n bình phương đấy nha, thời gian của nó là vẫn rất là nhỏ này, cũng là vẫn quá nhỏ đây, e bây tôi tăng lên thế nhé, các bạn đợi tôi một chút, tôi làm tăng như này nhé, tôi làm tăng như này cho nó dễ này, tôi viết là n bằng 1000 này, tính thử n bằng 1000 nhé, và tôi cho a bằng tính luôn sinh ngẫu nhiên nhé. Đây, tôi cần làm thêm cái hàm ngẫu nhiên nữa cho các bạn thấy nhé, from random import cái hàm là rand in, cái hàm này là cái hàm tạo ra cái số nguyên đây nhé. Đây, tôi cho n bằng 1000 này, for e in range n, và tôi append cái số nó là rand in n không n đấy, được rồi nhé. Thì A như vậy là bây giờ A này tôi không cần đấy, tôi không cần in ra nữa, tôi bỏ cái lệnh print A này đi này, tôi không cần nữa này, vì nó đúng rồi này, bỏ đi, tôi chỉ việc tính thời gian thôi nhé. Đấy, thời gian. Đấy, các bạn xem thử nhé. Bây giờ tôi sẽ cho n bằng 100 chạy thử này. Nhưng mà khi ngẫu nhiên một cái dãy A là 100 số, chạy thử xem là nó là bao thời gian nhé.
Này, thực ra là 0,0017 giây. Bây giờ tăng lên là 1.000 nhá, chạy thử này. Nó là 0,17 giây rồi đấy, nhưng tăng lên là 10.000 này. Mười ngàn, đấy, chúng ta đợi tí nhá. Rất lâu rồi đấy. Như vậy là với bề ngàn ra là bài này, cái bài này nếu mà chúng ta yêu cầu là làm cái test mà làm dính làm một giây thì cái bài này sẽ là fail. Cách này là cách không phải là cách tốt nhất và đang bị theo là 18 giây. Đấy, như vậy là giả sử nó cứ cái bài này cho sửa đối với C là một giây thì đối với Python nó cho là 5 giây thì vẫn vẫn là hỏng. Như vậy cách cách làm cái bài này là cách làm đúng nhưng mà là không tối ưu. Đấy, bạn thấy không nào nhé. Yeah. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy là kia như vậy là đây là cách mà chúng ta dùng sử dụng kia cách đo bằng máy tính. Như vậy là chúng ta từ xưa nay là chúng ta dạy học sinh là tất cả các cái thi học sinh giỏi thi quốc gia quốc tế hay là gọi là thi đấu lập trình ấy là chúng ta chỉ tính đồng hồ thời gian là được dùng đó để đo đo cái bài của học sinh thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ các bạn thấy là khi mà chúng ta đưa cái trình này mới này vào thì ngoài cái việc tính đồng hồ như cháu vẫn làm thì ở trên thực tế chúng ta có một cách thứ hai là chúng ta sẽ ước lượng thời gian thông qua cái ước lượng bằng tay, ước lượng bằng 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 cách là phân tích chương trình. Tức là chúng ta phải tính được cái độ phức tạp thời gian của thuật toán này và tính chính xác cho nó và chúng ta sẽ đánh giá thông qua cái việc đó, không cần thiết phải chạy chương trình luôn. Nên cái bài này là cái bài sắp xếp này là học sinh là chúng ta chạy bằng cái thuật toán là sắp xếp chèn. Phát sóng chèn có độ phức tạp là ô đề bình phương, mà ô đề bình phương thì không tối ưu, không tối ưu. Muốn tối ưu chúng ta phải hạ thấp xuống hoặc là n log n hoặc là tốt nhất là o n là tính thì nó mới là tốt. Đó. Thấy như vậy nhé. Như vậy là đưa cái chương trình mới này vào nó sẽ làm thay đổi toàn bộ cái cách chúng ta tư duy dạy học sinh cái phần phần thuật toán này. Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi hết tất cả. Tất nhiên cái phần thi thi học sinh giỏi nó vẫn còn, thi thi quốc gia thi quốc tế nó vẫn còn, nhưng mà chúng ta có một cách tiếp cận mới bài bản hơn, khoa học hơn là đưa cái phần phân tích thuật toán vào trong chương trình cho học sinh. Và học sinh bây giờ là không chỉ là làm bằng các bài tập thông qua cái việc là chạy chương trình dùng cái bộ test mà thông qua cái việc là phân tích chương trình của học sinh kiểm tra xem làm có đúng hay không. Và học sinh làm cái bài 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 toán này là với độ phức tạp là bao nhiêu. Ví dụ như chúng ta cho bài tập cho học sinh nhé, các em cần phải làm cái bài tập này với điều kiện là cái độ phức tạp thời gian của nó chỉ là maximum là tính thôi. Như vậy học sinh làm ra là ON là đúng, còn mà N bình phương là sai, là như vậy là không không tối ưu, không là không tốt. Đó, như vậy chúng ta có một cách tiếp cận mới hoàn toàn nhé. Đó, thì hôm nay là cái bài hôm nay là bài tôi nói như vậy thôi, tôi không vì ta ít thời gian quá nhưng mà là tôi không thể nói kỹ hơn được. Thì các bạn có thể tìm hiểu xem cái sách tài liệu khác ở trên mạng nhé, hoặc là cuốn sách mà tôi đã viết ấy, các bạn có thể xem qua để chúng ta thấy, để chúng ta chuẩn bị tinh thần cho sang năm là 11 chúng ta sẽ phải tiếp cận với những kiến thức này nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, hôm nay là hơi vượt quá thời gian rồi nhé. Chào các bạn nhé. À, chúng em chào Vâng, thầy ạ. em cảm ơn thầy, thầy Em cảm ơn thầy ạ. chủ nhiệm. Ừ. Chào À, thầy ạ. chào thầy ạ.